Xin kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình trên kênh youtube của chúng tôi Chúng tôi xin được gửi đến quý vị những vấn đề nóng nhất, mới nhất trong suốt 24 giờ qua Sau đây là nội dung chi tiết Công an huyện Mật Rắc, tỉnh Đắk Lắc đang điều tra vụ một nữ sinh tử vong trong nhà nghỉ bên cạnh là bạn trai bị thương nặng Được biết, nam thanh niên TDP sinh năm 1995 cùng bạn gái là nữ sinh TNIN, sinh năm 2006, được phát hiện thương vong trong nhà nghỉ SP, xã E Riêng, huyện Mờ Rắc, tỉnh Đắk Lắk. Vào buổi trưa ngày 22 tháng 2, ông NTH, sinh năm 1967, là chủ của nhà nghỉ nhận được yêu cầu mở cửa phòng nghỉ từ một giáo viên, cho rằng học sinh của mình đang gặp nạn. Sau khi mở cửa phòng, ông phát hiện ra anh TDP và chị TNIN bất tỉnh trong phòng nghỉ, hiện trường có nhiều máu. Công an xã Ea Riêng nhận tin báo đã đến hiện trường, nhanh chóng đưa hai nạn nhân đến bệnh viện huyện Mờ Rắc để cấp cứu. Tuy nhiên, chị N đã không qua khỏi, còn anh P được chuyển đến bệnh viện đa khoa vùng Tây Nguyên để tiếp tục cứu chữa. Tại diện bệnh viện đa khoa vùng Tây Nguyên sáng ngày 23 tháng 2, xác nhận các bác sĩ đã hoàn tất ca phẫu thuật đối với nam bệnh nhân TDP. Sau ca phẫu thuật, bệnh nhân đã qua cơn nguy kịch và đang được theo dõi, chăm sóc. Bệnh nhân P được xác định có vết thương sâu ở vùng bụng và ngực. Theo Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Ea Riêng, Phạm Vĩnh Hồng cho hay, hai người trên có quan hệ tình cảm. Chị N đang là học sinh lớp 12 trên địa bàn huyện Mờ Đức. Cơ quan Công an xác định vào ngày 21 tháng 2, anh P đón xe khách từ Nghệ An vào huyện Mờ Đức, Đắk Lắk rồi thuê phòng tại nhà nghỉ SP. Sáng ngày 22 tháng 2, N đến nhà nghỉ trên và lên phòng số 1 để gặp anh P. Đại diện Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Đắk Lắk cho biết, Ban giám hiệu trường Trung học phổ thông Nguyễn Trường Tộ cũng đã có báo cáo ban đầu về sự việc. Theo đó, trong khi hẹn nhau tại nhà nghỉ, mâu thuẫn đã nảy sinh giữa hai người, khiến nữ sinh bị đâm chết và năm thanh niên vì tự đâm mình đã phải nhập viện cấp cứu. Anh P và nữ sinh T.N.I.N vốn quen biết và nảy sinh tình cảm qua mạng xã hội. Tuy nhiên, do N đang trong năm học lớp 12 và sắp phải thi cuối kỳ, cô đã quyết định chấm dứt mối quan hệ để tập trung vào việc học. Vào sáng ngày 22 tháng 2, N đã nhắn tin cho một bạn cùng lớp tiết lộ cô không đi học vì đang ở tại một nhà nghỉ và dặn bạn mình đừng để mẹ biết chuyện này. Đáng chú ý, trước khi vụ việc bị phát hiện, bạn của nữ sinh có nhận một bức ảnh chụp không khí trên giường trong nhà nghỉ. Về nguyên nhân dẫn đến vụ án mạng trong nhà nghỉ, cơ quan công an chưa thông tin vì người còn sống hiện vẫn đang được điều trị, chưa thể lấy lời khai. Vừa qua, Công an quận Hà Đông phối hợp cùng Phòng nghiệp vụ Công an thành phố Hà Nội đã tìm thấy bé gái 14 tuổi mất tích từ mùng 6 Tết khi đang ở cùng bạn quen qua mạng xã hội tại một phòng trọ thuộc địa bàn huyện Thanh Trì. Điều đáng nói vào chiều hôm ngày 21 tháng 2, trong lúc đang làm việc với công an, chị Tê sinh năm 1982, trú tại phường Vạn Phúc, quận Hà Đông, mẹ đẻ của cháu Nguyễn Thị Quy Tê, nhận được tin nhắn đe dọa tống tiền của người lạ với nội dung gia đình muốn em T bình yên trở về nhà thì chuyển vào tài khoản PVCombank 200 triệu đồng. Nếu không chuyển hay báo công an thì gia đình tìm thấy em T trong thùng xốp. Liên quan tới tình tiết này, chị Tê cho biết kẻ lạ liên tục nhắn hai tin vào điện thoại của chị với cùng nội dung thúc giục phải chuyển 200 triệu đồng vào số tài khoản đã cho sẵn, nếu không sẽ phải nhận tin xấu về cháu Quy Tê. Trước tình huống trên, chị Tê đã được các cán bộ công an trấn an tâm lý và phân tích về thủ đoạn của kẻ lạ mặt. Cùng theo chị Tê, qua xác minh, công an cho biết số điện thoại lạ nhắn tin đe dọa chị ở trong khu vực miền Nam, còn số tài khoản ngân hàng là ảo không tồn tại. Quay lại diễn biến vụ việc, công an xác định vào hôm 7 tháng 2, chị Tê chở chọc Quy Tê ra biến xe nước ngầm Hà Nội để đi xe khách về quê ngoại ăn Tết tại xã Thanh Tân, Thanh Liêm, Hà Nam. Sau khi ăn Tết cùng gia đình, đến khoảng 13 giờ 30 phút hôm ngày 15 tháng 2, cháu Quy Tê đi xe khách một mình để về nhà. Khi đến bến xe Giáp Bát, cháu Quy Tê không về nhà, không liên lạc với gia đình mà tự ý đến nhà bạn gái, là bạn quen qua mạng xã hội tại xã Liên Ninh, huyện Thanh Trì, Hà Nội, tiếp đó đến ở cùng bạn tại Phú Diễn, Bắc Từ Liêm, Hà Nội. Do đi chơi không có tiền nên cháu Quy Tê bán chiếc điện thoại di động được 500.000 đồng để ăn tiêu cùng bạn. Lãnh đạo công an quận Hà Đông nhấn mạnh, qua sự việc này, các bậc cha mẹ cần nâng cao trách nhiệm trong việc quản lý, giáo dục con em, người thân, tránh việc để các em tự đi chơi mà không có người lớn đi cùng. Các bậc cha mẹ cũng cần quan tâm giáo dục đạo đức, nhân cách, trang bị kỹ năng sống, kiến thức cơ bản về pháp luật, phù hợp lứa tuổi, tâm sinh lý của con em trong gia đình, kịp thời uốn nắn những hành vi lệch chuẩn, không để con em vi phạm pháp luật, tệ nạn xã hội. Người dân nên cẩn trọng khi đưa các thông tin cá nhân lên mạng xã hội, tránh bị các đối tượng lợi dụng để lừa đảo chiếm đoạt tài sản hoặc lợi dụng để thực hiện các hành vi khác. Trong sự việc này, tin nhắn đòi tiền chuộc 200 triệu đồng là ví dụ. Bên cạnh đó, khi xảy ra vụ việc tương tự, người dân cần phải kiểm tra xác minh, trình báo với cơ quan công an, cẩn trọng khi đăng tải lên trang mạng xã hội. Ngày 23 tháng 2, lãnh đạo công an phường Tây Mỗ, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội cho biết, lực lượng công an đã bắt được nghi phạm đập phá hơn 40 ngôi mộ tại nghĩa trang trên địa bàn. Lãnh đạo công an phường Tây Mỗ thông tin thêm, nghi phạm bị bắt là thiếu niên sinh năm 2008 có biểu hiện tâm thần nhẹ, sống ở phường Đại Mỗ. Công an phường Tây Mỗ đang phối hợp với công an quận Từ Liêm tiếp tục điều tra. Hôm 19 tháng 2, Ủy ban nhân dân phường Tây Mỗ nhận được thông báo hơn 10 ngôi mộ tại nghĩa trang bị phá hoại. Sau đó, chính quyền, công an phường có mặt tại hiện trường ghi nhận sự việc. Tuy nhiên, đến tối cùng ngày, hàng loạt ngôi mộ tiếp tục bị phá hoại. Theo thống kê, có khoảng hơn 40 ngôi mộ tại nghĩa trang bị đập phá bát hương, lọ hoa. Một trong những hộ dân có phần mộ bị kẻ xấu phá hoại, ông Đỗ Văn Chí, 63 tuổi ở phường Tây Mỗ cho biết. Nghĩa trang có từ lâu đời, đây là nơi an nghỉ của rất nhiều người đã khuất nhưng chưa bao giờ xảy ra tình trạng bị kẻ xấu phá hoại. Theo ông Chí, sau khi xảy ra sự việc, gia đình ông thường xuyên đến đây kiểm tra để tránh tình trạng ngôi mộ bị kẻ xấu phá hoại lần hai. Ông Trần Đình Đỏ ở phường Tây Mỗ cho biết, sáng hôm 22 tháng 2, ông ra nghĩa trang kiểm tra thì phát hiện Mộ phần của người thân bị đập phá bát hương lọ hoa Ông Đỏ cho hay gia đình ông không có thù hẳn với ai Nên cũng không nghi ngờ đối tượng nào phá hoại các ngôi mộ tại Nghĩa Trang Liên quan vụ bệnh viện Đa Khoa Lâm Đồng trả nhầm kết quả X-quang Bệnh nhân bị phẫu thuật oan Lãnh đạo Cục Khám Chữa Bệnh thuộc Bộ Y tế cho hay Đã nắm được thông tin vụ việc Bệnh viện phẫu thuật oan bệnh nhân vì đọc kết quả chụp X-quang của một bệnh nhân khác Yêu cầu bệnh viện báo cáo, giải trình cục sẽ có thông tin cụ thể sau khi các đơn vị báo cáo. Theo đó, Bộ Y tế ra văn bản chỉ đạo khẩn. Bộ Y tế đã đề nghị Sở Y tế tỉnh Lâm Đồng liên hệ, tổ chức gặp gỡ gia đình xin lỗi và xem xét nguyện vọng của người bệnh để giải quyết hợp tình hợp lý. Sở Y tế cần khẩn trương làm việc với ban giám đốc bệnh viện về những sai sót trên, đồng thời chấn chỉnh công tác chỉ đạo cho phép phẫu thuật khi đã đủ các điều kiện bảo đảm an toàn cho người bệnh. Trước đó năm 2023 Cục Quản lý khám chữa bệnh từng khảo sát chất lượng và khảo sát hài lòng người bệnh tại một số tỉnh, trong đó có bệnh viện Đa khoa Lâm Đồng. Tuy nhiên, việc cải tiến chất lượng bệnh viện Đa khoa Lâm Đồng vẫn chưa đạt yêu cầu để xảy ra sự cố. Cục Quản lý khám chữa bệnh đề nghị Sở Y tế, bệnh viện rút kinh nghiệm sâu sắc, thực hiện nghiêm các quy định của Bộ Y tế và văn bản chỉ đạo khắc phục của đoàn giám sát chỉ ra. Đồng thời, đơn vị cần kiểm điểm làm rõ trách nhiệm cá nhân, tập thể liên quan và đề xuất các hình thức xử lý báo cáo về Bộ Y tế trước 17 giờ ngày 24 tháng 2. Trước đó, dư luận xôn xao thông tin bệnh viện Đa khoa Lâm Đồng trả nhầm kết quả X quang khiến một bệnh nhân bị phẫu thuật nhầm. Bệnh nhân NHH 61 tuổi nghi bị sỏi thận tái phát nhưng các bác sĩ lại làm thủ thuật lấy dị vật do nhân viên y tế nhầm phim chụp X quang. Bệnh nhân này có tiền sử bệnh sỏi thận hơn 10 năm, được mổ tán sỏi hai lần. Sáng 20 tháng 2 Người thân đưa ông Hát tới bệnh viện chụp x-quang do nghi bệnh tái phát. Trưa cùng ngày, bác sĩ thông báo nam bệnh nhân có dị vật là dây nhựa dài chừng 30 cm trong bụng, cần phẫu thuật nội soi niệu đạo để lấy ra. Tuy nhiên, khi nội soi cho ông Hát, bác sĩ lại không tìm được đoạn dây nhựa như phim X quang thể hiện. Sau đó, ông Hát được đưa đi chụp chiếu lại và phát hiện nhầm kết quả chụp X quang với một người khác. Gia đình ông Hát bày tỏ bức xúc về sự nhầm lẫn, yêu cầu bệnh viện phải giải quyết thấu đáo. Bệnh viện cũng đã liên lạc với gia đình bệnh nhân Hát để gửi lời xin lỗi, thăm hỏi sức khỏe cũng như cam kết hoàn trả viện phí, chăm sóc sức khỏe sau vụ việc cho người này. Xung quanh sự cố y khoa này, luật sư Trần Ngọc Quý thuộc đoàn luật sư thành phố Hồ Chí Minh cho rằng có hai vấn đề cần quan tâm. Thứ nhất, về giữa bệnh nhân và bệnh viện, việc phát sinh bồi thường thiệt hại cho bệnh nhân sau khi hai bên, tức là bệnh viện và bệnh nhân thương lượng, hòa giải. Nếu hai bên không thống nhất, bệnh nhân có quyền khởi kiện bệnh viện để bồi thường thiệt hại theo quy định của pháp luật. Thứ hai về chuyên môn, việc bệnh viện nói chung và ekip bác sĩ có liên quan đã sai sót trong hoạt động khám chữa bệnh cho bệnh nhân sẽ căn cứ theo quy chế hoạt động của bệnh viện quy định của pháp luật hành nghề y để đưa ra phương thức xử lý kỷ luật theo đúng quy định